chào mọi người. Hiện tại thì mình đang ở Lai Dung á, thì mình ghé quán bánh xèo. Ngay ở đây thấy cục bộ là đắt, không biết ngon không thì sẽ vào và ăn thử. Thì hiện tại vậy đó, khách đang đông quá, mình chưa có kêu được. Thì họ ăn cứ mỗi người á 5 cái, 10 cái họ đem về luôn. Gửi hình ảnh về bánh xèo lò cuối cho các bạn xem nha. Ở đây ở Lai Dung á, bà cô này bắt đầu là 4 lò. Ở đây thấy có lá chuối nữa nè. Thì mình có hỏi là cô nói ở đây bán là 12 ngàn một cái. Cho anh chị đó hai bánh thêm, còn hai con cá đang dính trời. Có rau chưa không biết nữa. Có rau rồi. Ở đây bán đắt quá nên đâm ra là khách ăn đợi phải đòi đổ thêm nữa, tại vì ăn ngon quá đó. Anh thấy giờ là có 4 lò, giờ đang đổ hai được hai chảo rồi đây. Cái này bếp củi nha các bạn. Đó các bạn nhìn thấy nào, trên mái tôn mà nó đóng mà đen kịt luôn là các bạn biết ở đây họ bán cũng lâu rồi đó. Chà. Dạ, vậy có đồ bánh lọt nữa, bánh cọt nữa hả? À, không bánh cọt luôn ha. Rồi. Nó đổ được 4 bánh rồi đây. Chảo hấp dẫn quá. Dạ, chục chảo luôn ha. Dạ. À. Ở đây đặc biệt các bạn là ở đây nước mắm là cổ đổ luôn nha, cổ nấu luôn. Nên đâm ra là hấp dẫn. Dạ. À, là nước mắm mình nấu luôn ha. Dạ. 12.000 cái, 12.000 cái các bạn ơi. Đây 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 đó, hộp đây. Bên đây nè cô, bao năm đây nè cô. Em cho anh chị ngồi bàn trước nè cô. Cô thứ mấy vậy? Thứ 9 hả? Rồi, cô 9 bánh xèo luôn. Đây các bạn, thì cái này ngang bên, cái này là bên giao thông Lai Dung không vậy? Đó. Thì các bạn đi Lai Dung cái chỗ đi từ Sa Đéc á, các bạn quẹo vô Lai Dung đi đường mà tới ngã năm Tân Thành á, thì cái này về khoảng chữa ngõ ngang bên phải á là sẽ có chỗ giao thông của Lai Dung nha. Đó, ở đây nè các bạn. Đây đây là chai nước mắm gì chín đi nấu nha, nước mắm quê hương. Cái này từ à, cá lộn xộn ha. Gì đổ 5 năm mà phải không? Gì chính? Gì đổ 5 năm mà phải không? Nhiều năm gì chính? 5-6 năm rồi ha. Ở ngoài là ở đâu? Ở nước ngoài hả? À. Anh thấy cái hình ảnh mà bếp củi nè các bạn, thấy mình thấy nó dễ thương quá. Cái này nhớ về quê mà ông về nội về ngoại đó, những cái ngày đám giỗ đám quẩy đó thì hay đổ bánh xèo này, nó làm tiệc lắm đây. Đó, đã được một cái nè các bạn. Mà nó thật sự ra muốn ăn được một cái đây cũng đợi hơi lâu vì khách họ mua nó ham ăn về nhiều quá. Đó, đây là củi nè các bạn, nấu từ củi của nhà luôn. Một hình ảnh rất thân thương, một hình ảnh mà chỉ có dân miền Tây thì là bánh xèo. Và cái nhân nó có gì vậy cô Chánh? Củ sắn giá thịt. Con này là tép nha. Tép hay tôm vậy Chánh? Tép bạc ha.
Anh em mình nói thật nha, trong lúc đợi á, đợi để mà có bánh xèo đó thì quay gửi đến các bạn xem đây. Thì hiện tại giờ sau lưng mình á, cũng có nhiều người đã đợi để mà đem về lắm nè. Chứ nhìn hình ảnh là nhớ quá à, nhớ quê, nhớ nhỏ đó. Cũng một cái chỗ nấu nướng á, thì cũng có ống khói nè các bạn. Thôi ha. Các bạn thấy không, cô chính cổ vui. Buôn bán thì đắt nhưng mà lúc nào cổ cũng cười hết trơn á. Ở này là mình đang ở Lai Vung nha các bạn, bánh xèo ở Lai Vung. Đó, thấy khói đó nha các bạn. Ồ, cái mùi này nó thật sự ra thì giờ đa số là bếp ga, bếp kênh này nữa không à, được bếp củi. Rồi cái mùi nồng của dưới khói á, nó bay cay mắt á, cũng là một cái thú vị khi mình quay cái clip này mình gửi cho các bạn nha. Đó, đây là anh chảo đây. Vàng rực luôn. Đó, đang thay dầu nha các bạn. Đó, thay dầu luôn đó. Mở thay dầu rồi con. Mở xa ha. Chuẩn bị sẽ vô bột đây. Nóng quá nó không đổ được. Dạ, nóng quá đổ nó không có ngon ha. Nóng quá đổ cái nên nó cứ lửa không được nữa. Dạ. Anh hai bánh ba bánh. Ồ, đều tay đẹp sợ, màu vàng này nhìn hấp dẫn rồi. Đây các bạn, cái này là một mâm là 10 cái luôn, ăn là phải ăn cho nó đã vậy nè. 10 cái mà nó vàng rực luôn nè các bạn. Trời ơi, nó thơm nha, bên này là thơm rồi đó. Rồi bên đây nè các bạn ơi, cái mâm rau ha, là phải nói là hấp dẫn luôn. Cái này là rau bằng lăng nè. Nó còn giúp cá, rau thơm, rồi cải xanh nè, rồi cái lá cách luôn, rồi dưa leo. Phải nói chưa, nhìn cái rau thôi là đã hấp dẫn rồi. Qua đây có nữa, bánh nó vàng rực, phải nói cực kỳ thơm luôn. Bây giờ mấy anh em mình sẽ dùng nha. Ô, coi kìa, da giòn lắm nha các bạn. Đây nè, da rất giòn luôn nè các bạn. Đó, cái này thấy không? Ô, ôi, bé bé xinh xinh ngon rồi nha. Thơm, thơm, thơm cô chính ơi. Dạ. Rồi, mấy anh em mình sẽ dùng nha. Mời các bạn dùng chung với mấy anh em mình. Ngon lắm. À, cái này có rượu này nè đó các bạn. Thì nửa xị, ủa anh này hai xị rượu này, rượu gì, rượu mít hả chú Chính? Rượu mít đó nha các bạn. À, quá đã luôn. Lâu lâu về Lai Vung trải nghiệm bánh xèo và uống rượu mít luôn. Quá đã. Rồi, mời các bạn dùng chung với mình nha. Thì trước tiên mình cái lá này, cái này là rau gì em? Bằng lăng. Bằng lăng. À. Giờ sẽ ăn cái này, cho bộ nó giòn nữa các bạn. Ôi, đây, tí giúp cá luôn nè. Dưa leo. Đó, bây giờ sẽ ăn cho đơn giản trước đây, để thử cái độ giòn nó ngon nha. Ừ.
nước mắm này của cô Tính nấu á, ăn khá cho thơm. Dạ. Mắm cô nấu luôn, ngon thơm. Dạ. Ủ mắm, ủ cá là tự nấu luôn hả chứ? Tự nấu luôn. Nó giòn nữa mà. Thơm mà, mắm thơm mà. Nó giòn mở rớt đúng luôn rồi, các bạn biết rồi đó. Cái ủ mới để đó, cái bắt đầu giòn. Béo, rất béo, 12.000 kết đúng đáng nha các bạn. Các bạn có đi Lai Dung á thì các bạn hãy ghé đây ăn trải nghiệm đi, rất ngon. Thì mình xin dừng để mình với các bạn cùng ăn. Thì các bạn xem video thứ hai nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh mình nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Bye bye.